Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về tiểu sử tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam, trưởng thành tại lò đào tạo của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất đội tuyển Việt Nam năm 2017. Đoàn Văn Hậu quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, gia đình anh không ai theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Đoàn Văn Hậu sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Hồng Minh, là một trong những địa phương nghèo nhất của huyện Hưng Hà, nằm xen giữa những sông ngòi chằng chịt, nối với thế giới bên ngoài bằng những con đường đê chất đầy sỏi đá. Bố mẹ Văn Hậu đều làm nghề nông, anh trai là Đoàn Trọng Vũ đi lơ xe trên tuyến Thái Bình, Hải Phòng. Bố của Đoàn Văn Hậu kể rằng, Hậu mê bóng đá từ khi mới 6 tuổi. Đoàn Văn Hậu từng bị bố mẹ đánh đòn vì sau khi tan học không về nhà mà bỏ đi đá bóng quá lâu. Hậu cũng từng bị bố đánh vì bóng đá giữa buổi trưa khiến cả gia đình và hàng xóm không ngủ được. Năm 2009, Đoàn Văn Hậu được gọi lên đội tuyển trẻ của Thái Bình trao chức vô địch giải tỉnh. Đến năm 2011, Đoàn Văn Hậu giúp U11 tỉnh Thái Bình giành chức vô địch quốc gia. Đây vẫn là danh hiệu vô địch thi đồng duy nhất của bóng đá trẻ Thái Bình trong suốt 20 năm trở lại đây. Được sự đồng ý của gia đình, Đoàn Văn Hậu đã gia nhập lò đào tạo Hà Nội TNT vào năm 11 tuổi. Anh trở thành học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tại đội trẻ của Hà Nội TNT. Năm 13 tuổi, Đoàn Văn Hậu trúng tuyển vào U15 của Hà Nội TNT. Anh được huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đánh giá là cầu thủ chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ, chơi chân trái rất tốt và có khả năng tung ra những cú sút xa có uy lực và chính xác. Đoàn Văn Hậu đã cùng đội trẻ Hà Nội TNT giành chức vô địch U19 quốc gia vào các năm 2016, 2017 và vô địch giải U21 quốc gia năm 2016. Năm 2017, Đoàn Văn Hậu được câu lạc bộ Hà Nội đưa lên đội 1 khi mới 18 tuổi. Trận đấu đầu tiên của anh cùng Hà Nội FC là trận khởi đầu của đội bóng thủ đô trong chiến dịch AFC Champions League năm 2017 bằng trận sơ loại với câu lạc bộ Kitche. Đoàn Văn Hậu thi đấu trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia V-League ở vòng 14 và lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất của Hà Nội FC thi đấu tại V-League khi mới 18 tuổi 2 tháng 7 ngày. Được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào đội tuyển U19 quốc gia để tham dự giải U19 Đông Nam Á vào năm 2016. Trong trận gặp U19 Malaysia, Đoàn Văn Hậu đã ghi bàn thắng bằng pha đánh đầu đẹp mắt giúp đội nhà lọt vào bán kết trong chiến thắng 3-1 của U19 Việt Nam. Đoàn Văn Hậu tiếp tục được triệu tập vào U19 Việt Nam để thi đấu vòng chung kết U19 châu Á vào năm 2016. Chính tại giải này, anh đã ghi bàn thắng để đời vào lưới của U19 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng cú dứt điểm ở khoảng cách 25m, giúp đội tuyển U19 Việt Nam có chiến thắng quan trọng. Sau trận đấu với Triều Tiên, Văn Hậu bắt đầu được người hâm mộ để ý. Anh được Liên đoàn bóng đá châu Á vinh danh là một trong 8 cầu thủ đáng xem nhất tại vòng Club World đại U19 châu Á. Văn Hậu tiếp tục có màn trình diễn chói sáng tại hàng thủ trong các trận đấu còn lại của U19 Việt Nam, đi đến bán kết giải đấu cấp châu lục và lần đầu dự U20 World Cup. Với sự đóng góp tại giải U19 châu Á, Đoàn Văn Hậu là một trong những nhân tố chủ lực của đội tuyển U20 Việt Nam tại World Cup 20 vào năm 2017. Anh và các đồng đội lại một lần nữa làm nên lịch sử khi U20 Việt Nam trở thành đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại vòng chung kết U20 World Cup. Đoàn Văn Hậu được kênh thể thao For Sport bình chọn là 11 cầu thủ châu Á tiêu biểu của FIFA U20 World Cup năm 2017. Đầu tháng 9 năm 2019, Đoàn Văn Hậu chính thức ra mắt câu lạc bộ của Hà Lan với bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm với trị giá chuyển nhượng vào khoảng 1,5 triệu euro, khoảng 38,3 tỷ đồng. Tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, mức lương tối thiểu trước thuế mà Đoàn Văn Hậu nhận được vào khoảng 11 tỷ đồng 1 năm. Qua đó, trở thành cầu thủ được hưởng mức lương cao nhất của Việt Nam và cũng là cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất từ trước đến nay. Cho tới tháng 3 năm 2020, Văn Hậu chỉ ra sân chính thức được 4 phút. Phần lớn quãng thời gian còn lại, Văn Hậu làm quen với băng ghế dự bị hoặc là cầu thủ chính của đội Jonghaeven. Chính Văn Hậu là trung vệ số 1 của đội Jonghaeven. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, hợp đồng đã kết thúc và Văn Hậu không còn là người của câu lạc bộ Hà Lan. Anh tiếp tục về Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội tại giai đoạn 2 của V-League 2020. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.